quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Onsa Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp những bản tin của Diễn đàn Trái Chiều với bình luận gia Vũ Linh. Bản tin kế tiếp là Tổng Giám đốc CNN mất job. Tổng Giám đốc CNN là ông Jeff Tucker đã chính thức từ chức có hiệu lực ngay lập tức. Lý do chính thức nêu lên là ông đã không thành thật khai báo khi có quan hệ với bà phó tổng tiếp thị. Trên thực tế, ai cũng biết ông Tucker sẽ mất job không sớm thì muộn sau khi CNN với quan điểm cuồng chống Trump chết bỏ, đã mất khách ào ào và từ đó mất tiền quảng cáo bộn từ cả mấy năm nay. Có tin vụ gian díu của ông Tucker bị chính anh em Cuomo xì ra để trả thù việc ông Tucker đã sa thải Chris Cuomo vì anh này lo bảo vệ ông anh thống đốc Andrew Cuomo. Đúng là những chuyện bẩn thỉu trong hậu trường chính trị và truyền thông chẳng ai biết được. Ông giám đốc, tổng giám đốc Discovery, công ty mẹ của CNN, bất ngờ thú nhận là CNN là tiếng nói lãnh đạo của phe tả, chỉ khiến CNN phải luống cuống giải thích phân trần. Bản tin kế tiếp, Taliban tàn sát. Tin từ Liên Hợp Quốc cho biết, theo các nhân viên Liên Hợp Quốc còn đang làm việc tại Afghanistan cho biết, sau chiến thắng của nhóm khủng bố Hồi giáo cuồng tín Taliban, cả trăm cựu viên chức và tướng tá chính quyền Afghan cũ đã bị Taliban hành quyết. Bất kể trước đó, Taliban đã long trọng cam kết sẽ không có tắm máu trả thù, và cụ Biden đã mau mắn trấn an thế giới với lời cam kết đó. Tin này xuất phát từ một báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres nộp cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Guterres nhân đó đã kêu gọi thế giới nên can thiệp để cứu dân Afghan. Kêu gọi cho có thôi chứ chẳng ai nghĩ thế giới dám hay là có thể làm gì để cản bọn cuồng tín Taliban sau khi đại cường cờ hoa đã vắt giò lên cổ tháo chạy vào lúc 3 giờ sáng. Một thượng nghị sĩ đồng chí cùng Đảng Dân Chủ là ông Sidney Blumenthal đã bực mình, lớn tiếng công kích chính quyền Biden đã quá chậm rãi lè phè trong việc di tản dân Afghan có quốc tịch Mỹ, khiến họ bị giết hàng loạt. Bị giết hàng loạt mà chỉ bực mình một chút thôi sao? Thử tưởng tượng ông Trump như vậy xem phản ứng của ông Blumenthal ra sao. Thượng nghị sĩ Blumenthal còn có biệt danh là Đà Nẵng Blumenthal vì ông này có lần khoe là đã tham chiến tại Việt Nam, đánh nhau với Việt Cộng tại Đà Nẵng, sau đó bị lộ ra là bốc phét, chẳng đi lính ngày nào, chưa bao giờ biết Đà Nẵng ở đâu. Bản tin kế tiếp, báo cấp tiến công kích của Biden. Báo cấp tiến phe ta, The Atlantic, đón gió, quay qua công kích của Biden thiếu nhân ái. Tờ báo nêu lên chuyện Taliban đàn áp phụ nữ và hỏi cụ Biden có áy náy hay hối hận gì không? Thì cụ Biden trả lời cộc lốc là không, zero trách nhiệm. Trong việc Taliban chiếm quyền, nguyên văn như sau, no, I don't, zero responsibility. Đây đúng là hành động tiêu biểu cho mô thức của Biden, là luôn luôn là người đầu tiên nhảy ra đấm ngực khoe công khi có tin tốt, nhưng cũng luôn luôn là người đổ thừa tám phương tứ hướng khi có tin xấu. Nếu phải đánh giá về tinh thần trách nhiệm và tự trọng, thì các ông võ sĩ đạo của Nhật quả là ngu nhất, trong khi cụ Biden phải là người khôn ngoan và nhanh trí nhất. Để chứng minh cụ Biden không hề có tính nhân ái như cụ thường hay đấm ngực khoe, The Atlantic cũng nêu lên những chuyện như là cụ bất cần biết những lo ngại của phụ huynh học sinh trước chính sách giáo dục thức tỉnh. Chẳng thắc mắc chuyện đóng cửa trường học khiến cả triệu trẻ con bị gián đoạn giáo dục, tỉnh bơ trước nạn lạm phát đe dọa đời sống của dân, im lặng trước nạn lạm phát lộng hành, vân vân. Bản tin kế tiếp, Biden đánh lạc hướng dư luận. Chính quyền Biden vừa loan tin đã mở một cuộc oanh kích bất ngờ tại Syria, giết được một lãnh tụ ISIS và 12 khủng bố. Có vài chuyện đáng nói ở đây. Thứ nhất, theo thông lệ của Mỹ, mỗi lần oanh kích giết được vài tên khủng bố là luôn luôn trong đó có một đại lãnh tụ khủng bố. Làm như thế, bất cứ tên ma xó khủng bố nào bị giết cũng tự động được phong làm đại lãnh tụ ngay. Kiểu như khi sống là hạ sĩ quan, sau khi bị giết được truy phong hàm tướng ngay. Thứ hai,
Tin khoe giết được 13 khủng bố, sự thật là chỉ có tay lãnh tụ và hai cận vệ của hắn thôi. Còn lại, những người bị giết là 6 phụ nữ và 4 trẻ em. Cũng có tin là 4 phụ nữ và 6 trẻ em là gia đình tên khủng bố, nghĩa là vợ, em gái và con cháu. Thứ ba, sách lược đánh khủng bố nhỏ giọt để lái dư luận ra khỏi những thất bại ở trong nước. Các cụ ta gọi là đánh chống lảng, đã được Tổng thống Clinton sáng chế ra năm xưa khi ông bị đánh tàn bạo về việc xì căng đan Monica Lewinsky bèn kiếm chuyện ra lệnh không quân Mỹ thả bom đánh quân Serbia bên Nam Tư để chuyển hướng dư luận. Bây giờ, cụ Biden thiếu sáng kiến, chỉ dừng lại chiêu võ Mỹ gọi là dog wagging tail, tức là chó quậy đuôi. Những nạn nhân chết như thế nào là một câu hỏi chưa ai rõ câu trả lời, vì chính quyền Biden đưa ra nhiều tin trái ngược, khi thì là bị bom Mỹ, khi thì lính Mỹ bắn, khi thì họ tự sát. Chỉ biết cụ Biden đã nổ hơn kho đạn Long Bình, huynh hoang khoe đã chặn được kịp thời một cuộc tấn công khủng khiếp của ISIS. Chuyện này có thật hay không, chỉ có cụ Biden biết mà thôi. Bản tin kế tiếp, truyền thông im re về tham nhũng của Biden. Một nhà báo chuyên gia khui tham nhũng trong chính trị Mỹ là ông Peter Schreier tung ra một cuốn sách mới về tham nhũng trong gia đình Biden. Theo cuốn sách, ngoài các cuộc làm ăn hợp tác kinh doanh giữa cậu ấm Hunter Biden với các đại gia đỏ và các tướng lãnh Hồng quân, cha con của Biden đã nhận tiền mặt sơ sơ có 31 triệu đô tiền đấm mõm linh tinh của Trung Cộng, đặc biệt là qua trung gian của ông Che Feng, con của giám thống đốc ngân hàng trung ương Bank of China. Cuốn sách khui ra hàng loạt quan hệ kinh doanh giữa cậu ấm Hunter và các đại gia đỏ. Ngoài ra cũng khui ra cả lô chuyện làm ăn lem nhem của nhiều nhân vật khác như vợ chồng bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và vợ chồng bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Cả hai bà đều đại diện cho California và đều là đại triệu phú. Bản tin kế tiếp, BLM lem nhem. Bà chủ tịch tổ chức Black Lives Matter là Patrice Cahn-Cullors năm ngoái đã bỏ ra 3.2 triệu đô tiền mặt, mua 2 tư dinh cho mình, một ở Atlanta và một ở Los Angeles. Thiên hạ thắc mắc không biết bà lấy đâu ra nhiều tiền thế khi bà này chỉ là một nhà văn tài tử chẳng ai biết, viết sách chẳng ai mua, trước khi xảy ra các vụ BLM nổi loạn cướp phá khắp nơi, chỉ có một căn nhà 2 phòng ngủ nhỏ xíu. Chuyện lùm xùm chưa xong thì nay lại có tin chính tổ chức BLM này đã chuyển từ Mỹ qua hơn 6 triệu đô tiền mặt để mua một đại dinh lớn ở Toronto làm tổng hành dinh BLM tại Canada. Thiên hạ dĩ nhiên lại thắc mắc không biết làm sao BLM làm sao lại có nhiều tiền tươi như thế và lại mua đại bản doanh ở Canada làm gì khi Canada chẳng có bao nhiêu dân da đen và cũng chẳng có nạn kỳ thị. Da đen bị cảnh sát bắn như bên Mỹ. Đặc biệt hơn nữa, cái dinh mới bên Canada này mới mua được để dưới tên một tổ chức từ thiện ma tên là M4BJ, mà chủ tịch là bà Chana Khan, là vợ của bà Khan Killers. Đồng tính rồi. Chuyện ai cũng biết là tổ chức BLM thu được bộn tiền yểm trợ sau những vụ nổi loạn mùa hè năm 2020, phần lớn do các đại gia dân chủ và các tài tử, ca sĩ, thể thao gia da đen đóng góp. Không biết cụ Vũ Văn Lộc nhà ta ngoài việc viết bài bênh vực LMM đi ăn cướp có đóng góp tiền cho bà Calculus và vợ mua nhà hay không? Tin giờ chót, bị Bộ Tư pháp tiểu bang California đe dọa điều tra chuyện tiền bạc, tổ chức BLM đã khẩn trương chấm dứt mọi công tác vận động tài chính và khóa sổ để kiểm tra lại, tất nhiên là để tẩy cạo sổ sách. Bản tin kế tiếp, Bắc Hàn lộng hành. Trong một tháng vừa qua, Bắc Hàn đã tung ra một loạt 7 lần thử nghiệm bắn hỏa tiễn tầm gần và tầm xa với khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử. Nhắc lại, dưới thời Tổng thống Trump, cậu ấm ủn đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump 3 lần và quan trọng hơn nữa đã ngưng tất cả mọi thử nghiệm bom và hỏa tiễn nguyên tử trong suốt thời ông Trump. Bây giờ một mặt cậu ấm không thèm trả lời yêu cầu họp mặt của cụ Biden, mà mặt khác lại còn hung hăng thử hỏa tiễn liên tục từ cuối năm ngoái tới nay. Thế mới nói, một Tổng thống Mỹ yếu đuối nhu nhược chính là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình và ổn định thế giới. Bản tin kế tiếp, cập nhật COVID. Coronavirus, những cái người bị bệnh thì mấy người chết là gồm có 920.829 người và bình phục là 47.313.736 người. Còn những người mà bị bệnh thì gồm có 77.150.412 người. Và thưa quý vị, hiện nay
người nghe nói là vấn đề COVID trong năm 2022 này, thì người ta có nhiều chuyên gia cũng như là những cơ quan hữu trách về vấn đề mà sức khỏe đó, họ nói sẽ có một cái biến chủng mới còn còn mạnh hơn, còn thê thảm hơn và lây lan nhiều hơn cả Omicron với lại Delta nữa. Thì mình, cái câu hỏi đặt ra ở đây mình không hiểu tại sao mà họ toàn là biết trước không à? Thí dụ như là họ biết trước những cái biến chủng này, biến chủng kia để họ họ báo cho dân chúng biết rồi, có cái biến chủng này còn nặng hơn biến chủng khác, rồi có nghĩa là họ đặt tên rồi họ biết trước hết. Thì chúng ta có rất nhiều người họ đặt câu hỏi và họ cũng tự trả lời thôi, là bởi vì năm 2022 này, tức là năm bầu cử giữa mùa, cho nên những người đó, những người mà như Đảng Dân Chủ cũng như là họ muốn làm sao mà để, nghĩa là tung những cái càng nhiều virus ra rồi càng nhiều, nghĩa là những cái tin tức phóng đại rất nhiều để cho người ta hoảng sợ. Dĩ nhiên là có thật, và những cái chuyện này nó không phải là do là cái này là thiên nhiên, không phải do tự nhiên mà nó là do con người tạo ra. Và quý vị biết là rất nhiều người kỳ vừa qua chúng ta thấy là chết nhiều quá, cũng chết rất nhiều. Và người ta khi mà tung những cái con virus xảy ra, quý vị để ý là một cách gọi là, nếu mà mình để ý kỹ một chút mình sẽ thấy bao giờ cũng bắt đầu những cái con biến thể sau này bắt đầu từ bên Âu Châu, từ nước xa xôi, rồi sau đó mới lan vào Mỹ. Và chúng ta nói như vậy là mình hiểu rồi, nói ít thì hiểu nhiều, họ phải làm như vậy thì nó mới có vẻ như là tự nhiên chứ không phải là được tung từ Mỹ ra. Và rất nhiều những cái Phương Thanh cũng nói như vậy, nói ít thì quý vị cũng hiểu nhiều thôi, tại vì quý vị biết rõ ràng là bây giờ thí dụ những cái chương trình, những trên YouTube hoặc là trên Facebook mà nói nhiều về vấn đề những cái vấn đề chủng ngừa, nói về vấn đề những con virus này thì họ sẽ bị nhiều rắc rối lắm. Thành thử ra chúng ta hiểu được như vậy, và vấn đề của chúng ta là phải làm sao để cho chúng ta đừng có bị nhiễm những cái bệnh đó. Và như Phương Thanh cũng từng thưa với quý vị đó, là chúng ta phải làm sao cho hệ thống miễn nhiễm của mình nó khỏe lên, nó tăng mạnh lên, có nghĩa là nó là có thể kháng được những con vi khuẩn đó. Cơ thể của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ chống lại được nhiều thứ. Và cái vấn đề mà cái thuốc chích ngừa hiện nay họ cũng nghĩa là khi chích ngừa vào thì nó chỉ là kích thích cái hệ thống miễn nhiễm của mình mà thôi. Nếu những người nào không muốn chích ngừa thì mình phải tự làm cho hệ thống miễn nhiễm của mình nó khỏe lên, nó mạnh mẽ lên thì chúng ta mới có thể ngăn ngừa được bệnh. Và thưa quý vị, đó là những điều mà chúng ta phải để ý một chút. Và có một cái nguồn tin nữa, họ nói rằng trong mùa bầu cử sắp tới này, giữa mùa này, thì hình như cái bản tin này Phương Thanh cũng nghe nhưng mà không biết là có chính xác hay không. Có điều là đây là chỉ là những thống kê họ cho biết thôi, là có rất nhiều những cử tri của người gọi là người Mỹ đó, họ đã bỏ Đảng Dân Chủ và họ ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa rất nhiều. Tại vì như quý vị biết là cộng đồng của những người Mỹ, họ cũng đi làm việc, họ cũng nghĩa là không phải là những thành phần chỉ có là lãnh trợ cấp hoặc là thế thôi, họ cũng đi vào sinh hoạt của Mỹ, tại họ đây rất đông. Thành thử ra những cái chính sách mà hiện nay mà nước Mỹ càng ngày càng đi xuống như vậy làm cho họ bất mãn. Họ không tin tưởng được cái tài lãnh đạo của ông Joe Biden, chỉ trong mới có một năm thôi mà đất nước đã đi xuống một cách gọi là xuống dốc không phanh như vậy. Thì thử còn 3 năm nữa thì nước Mỹ này sẽ đi về đâu? Và đó là những điều mà những bản tin mà Phương Thanh nhận được. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.